Chiều ngày 7 tháng 11, Trung tâm Chính trị thành phố đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới lần thứ hai năm 2023. Dự buổi lễ có các đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; đồng chí Vũ Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Vi Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; đồng chí Phạm Hùng Sơn, Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị thành phố cùng các học viên tham gia lớp học đợt này. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới lần thứ hai năm 2023 có 76 đồng chí đến từ 22 chi đảng bộ cơ sở trên địa bàn thành phố. Sau thời gian 9 ngày học tập, các học viên đã được nghiên cứu 10 chuyên đề theo quy định và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nhìn chung, các học viên có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, đảm bảo giờ giấc, tập trung nghe giảng, ghi chép, trao đổi, thảo luận và nắm được những kiến thức cơ bản của chương trình. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó đạt loại giỏi có 39 học viên, 51,3%, 32 học viên đạt loại khá, đạt 42,1%, trung bình có 5 đồng chí, chiếm 6,6%. Qua lớp bồi dưỡng giúp cho các đảng viên mới được kết nạp vào Đảng, nắm vững nhận thức đầy đủ những kiến thức cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hành động của Đảng và công tác xây dựng Đảng, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó vận dụng lý luận chính trị, quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác, tiếp tục phấn đấu rèn luyện bản thân để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.